Và chúng ta cũng đến với trận thi đấu tiếp theo, tỷ số đang là một đều rồi. Nô 1 là người cầm ban. Vâng, Minoan đến từ game thủ phi thường. Bibi người cầm Roman. Và cuối cùng anh Mèo người cầm Kata. Vâng, bên kia có Yugi là người cầm Pan, Chip Boy cầm Roman, Maxe đến từ game thủ Hồng Anh và cuối cùng là Vlớp người cầm Sen. Có lẽ chúng ta nên đến màn hình máy game thủ No 1 thôi. Một trận cầm Pan đến từ game thủ No 1, tỷ số là một đều rồi. Kèo là khá cân tính đến thời điểm này. Vâng, màn hình máy em thủ đấu 1 bây giờ để đẩy hiêu vậy. Một đẩy hiêu đầu tiên là tương đối to. À không, tương đối nhỏ, nhầm, tương đối to. Có quả phụ và phía trên có thêm hiêu và thêm vòi. Như vậy là đã đủ đồ rồi. Chuyển các nhà khác xem thì như thế nào. Phi thường Minoan thằng này 17/20. Bibi Roman thằng này 19/24. Và song dân là khá đều dành cho Bibi. Hiêu voi đầy đủ. Có thêm tí quả phụ xem như là mắc binh. Như vậy có quả phụ rồi. Ổn. Và màn hình máy của anh Mèo 19/24. Thôi thôi thôi. Xem màn hình máy thủ No 1 thôi. Một bài mà vâng, No 1 đã đủ số dân để lên đời rồi. Và hiêu đầu tiên 4 con, 2 con về nhà sớm. Bây giờ thêm voi và thêm hiêu về nữa. Một bài No 1 sẽ rất khỏe đầu cánh. Vâng, con voi. Thôi, thôi rồi, thôi. Cho nó đứng ở đấy thôi. Mọi thứ đã chấm hết với con voi vừa rồi. Thôi không phải cố ăn hết bãi quả lên được đời. Xong nó lên bán hiêu. Con voi để đấy làm cảnh thôi. Đẹp. Vâng, tiếp tục đến màn hình tiếp tục màn hình máy của thủ No 1.
rất khó chịu việc xếp dần. Rồi cuối cùng của nó cũng đá vào, gặp ngay nhà của game thủ Chip Boy. Đội một gặp Chip Boy. Chip Boy là người cầm Roman, một bài Pan gặp Roman kéo cân. Bây giờ thì Chip Boy mới có con ngựa giò, lượn nông dân đi ăn hoang thôi, kéo giữa bản đồ là đẹp hơn. 19/24 là tham lai lúc này đến từ cầu thủ Chip Boy. Chúng ta cùng xem màn hình máy các nhà còn lại xem. Bi là người lên đời sớm nhất và Bi đang chơi rất sâu vào nhà của game thủ màu 6 cũng như game thủ màu 5. Chip Boy cũng bị chơi. Và vâng, game thủ màu 5 tức game thủ Yugi cầm Pavilion cũng đang bị chơi. Và Pavilion chết một vài nông dân ở phía ngoài. Chip Boy cầm Roman chưa có bánh xe và cũng chưa lên đời. Bi đang thi đấu rất hiệu quả. Rất nhanh tay, các bạn có thể thấy là cực kỳ nhanh tay đến từ thủ BB. BB vẽ ruộng, các bạn có thể thấy những thao tác tay đến từ thủ BB siêu nhanh. Màn hình máy của thủ No 1 đi, xem No 1 chém đến đâu rồi, tham lại 20. Có L, có P, 1L, 1P, sau đó thì đắp cái gì nữa tiếp theo. Không, kéo dần về và đắp ruộng. Gỗ đang là rất nhiều. Chip Boy đang tương đối khổ với một bài mà bị 2 vs 1 ngay những thời điểm đầu, nhất là hai nhà lên siêu sớm nữa. B lên sớm, No 1 lên sớm, một người cầm Roman, một người cầm Pan, đánh 2 vs 1 là rất khổ. Vâng, 24/32 tham lai lúc này đến từ game thủ No 1. Một vẫn đang có những con lạc đà chảy đều trên bản đồ, nhưng có điều là hiệu quả vẫn chưa cao. Màn hình máy game thủ B xem tình hình nào. B tham lai còn 18 thôi, đang bị chăn khá rát bởi những con lạc đà đến từ Pan, nhưng bây giờ thì B đã có y bắt đầu đâm vào nhà Pan rồi. Pan chưa có bánh xe, tươi lao thẳng bãi vàng đi vàng luôn, chuẩn rồi. Tiếp tục đến màn hình máy game thủ anh Mèo xem. Đấy, anh Mèo cũng có y cắm y và đâm vào nhà của game thủ màu 8 với lớp cầm, với lớp người cầm xe tương đối căng. Và cuối cùng là màn hình máy của game thủ vô thường. Đấy rồi, nhà đánh cung chủ lực duy nhất đây. Thao lại 40/72, nhưng lượng nhà A đang là hơi ít thì phải. Bung BC, vâng, có là BC và bung nhà chính mới rồi. Lực đang là rất khỏe, những phút tới thì phi thường sẽ nở ra một cách to và nhanh thôi. Dãy hàng BE là hơi nguy hiểm một chút. Tiếp tục xem No 1 chém thôi. Không ổn cho lắm khi mà No 1 gặp một bài mà game thủ Yugi có quá đông những con lạc đà. Không hiểu Yugi lôi ở đâu ra mà lắm lạc đà đến mức vậy. Yugi rất đông lạc đà. Phù. Ăn được một con thì là tươi. Một con thôi rồi. Chơi luôn. Xoắn gì tầm này. Và bây giờ thì kéo lạc đà và bỏ chạy thôi. Sau một tên mà vâng, BB đã kịp nhắc nhở. Ôm quân bỏ chạy giữ quân tí nữa đấu sau. Về lớp là một bài nằm góc 9 giờ cầm xe. Tụt hẳn ở phía trong cánh ở phía bên kia. Nhưng một bài về lớp dường như là cũng dừng dừa thôi. Không phải là một bài đẹp dành cho xe. Vàng ở No 1 không biết là có đảm bảo để xong hay không. Như vậy là hơi đuối một chút. Kéo nông dân ra ăn vàng tiếp. Thì có những con cung gờ bắn vào bò nhỏ của đối thủ Chip Boy. Chip Boy là người cầm Roman ở đầu phía bên kia. Tách nông dân ra sang bên kia. À không, tách lạc đà sang bên kia thì là hợp lý hơn. Và cứ đứng đấy chờ kiểu đấy là rất khó. Có lẽ là thương đồng đội. Chip Boy cũng là đồng đội. Thương đồng đội. Màn hình máy của đối thủ vô thường tháng 2 67/88 đang nở ra một cách đều đặn. Max C là của game thủ Hồng Anh. Một bài trước cửa nhà game thủ về lớp người cầm sen và đang đánh vào một bài thủ, y thủ. Thắm này. Như vậy là đang bị đè. Đè tương đối mạnh. BB thắm này còn 8 thôi.
Anh mèo thằng này 12. Đội 1 thằng này 23. Gặp phải một bài mà vâng chip boy bây giờ đã khung được nhà tương đối căng. Thêm một lờ nữa hay không? Khi mà vâng lực là có thể vâng nếu không ruộng ở giải chính đang còn thì có thể xong được 2 lờ. Đúng là như vậy. Chip boy đang có một số lượng những con ngựa chém cộng với con lạc đà hù được đang là khá đông. Tham lai đè rất mạnh. Vâng, lượn. Vâng, vô thường thằng lai 87. Bây giờ thì nâng đào vàng. Nhưng các nhà còn lại thằng lai đang là hơi bé. Bây giờ thì bắt đầu đẩy quân với cái tham lai chuẩn bị lên đến 3 con số của mình. Không biết là có kịp đấy không. Bên kia có ai đã nhảy 4 đây chưa? Về lớp lực đang cực kỳ khỏe. Vũ Thường không để ý một tên có quá đông những con y Mark C đứng trước cửa nhà mình. Hồng Anh đang tụ một được một số lượng những con y Mark C là cực kỳ đông. Bây giờ thì phi thường với sóc với khoảng 7-8 nhà A gì đó của mình. Không biết là có kịp đẩy nữa hay không. Một tên ốp. Một tên ốp có vẻ e hay không. Chúng ta cùng xem tên này. Vâng, có lạc đà đến thủ bộ 6 đảo. Có y chương 3 đằng sau. Và có những con cung R đến từ thủ bên lớp cầm sen đang thi đấu rất mãnh liệt. Đằng này thì lạc đà đến thủ bộ 5 ốp vào. Vũ Thường đỡ rồi không? Khó. Rồi, đi sai rồi. Tỷ số là 2-1. Vâng, tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ đến từ Liên Quân 2, gồm có Vlep, Jugi, Hồng Anh và Chipboy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của vâng Bully Meo Meo No 1 và cầu thủ phi thường thôi. Rất căng. Kèo đấu là cực kỳ căng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.